Theo người dân có mặt tại hiện trường, ban đầu ngọn lửa bốc cháy từ dãy nhà trọ phía gần Bệnh viện Nhi Hà Nội. Đây là khu nhà trọ miễn phí dành cho người nghèo của ông Nguyễn Thế Hiệp, hay còn gọi là Hiệp Khùng. Chủ nhà đã cố gắng dùng bình cứu hỏa mini để dập lửa nhưng không thành. Chỉ hơn một tiếng, cả khu trọ với 30 phòng của ông cháy rừng rực, không còn sót lại gì. Sau đó nhanh chóng lan sang các ngôi nhà cùng dãy bán đồ gỗ, gây cháy lớn kèm theo những tiếng nổ. Tôi vừa rồi xuống dưới kia, thì thấy ông Hiệp ở TV toàn nói quảng cáo là ông Hiệp Hùng, viên tử tế và người tử tế. Thì tôi vừa rồi nghe thấy ông nói chuyện với một người vừa đúng chỗ đấy, thì nghe thấy ông nói chuyện là xuất phát cháy từ nhà ông ấy ở tầng 2. Ông cầm bình cứu hỏa xịt nhưng không được. Thế nên là nghe những cái người khách ở trọ người ta hô là khói rồi cháy cháy ông ơi, thì tôi ở nhà trong kia ra thì tôi vào cái khu nhà có 6 buồng bên này, thì tôi vớ ra cái bình cứu hỏa, nhà cũng có 5-6 cái bình cứu hỏa. Thì là tôi vớ cái bình cứu hỏa, tôi giật ra thì tôi định vào cái chân cầu thang để tôi lao lên. Thế nhưng mà lúc ấy thì lửa bởi vì nhà thì nhưng mà làm bằng cái vật liệu dễ cháy. Thì mình cũng không có tiền, mà đa số đây thì làm bằng cái vật liệu dễ cháy là bằng gỗ và bằng tôn xốp. Thế cho nên là ngọn lửa bén rất nhanh, cho nên là lửa nó bùng quá. Thế là to quá, tôi dựng lên là tôi không dám lên. Do đám cháy xảy ra ở trong khu nhà nằm ở ngõ nhỏ nên lực lượng phòng cháy chữa cháy rất khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường và khống chế đám cháy. Vụ cháy đã làm hàng trăm người dân sống tại đây hoảng loạn, trong đó có không ít bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Hà Nội đang thuê trọ tại đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội cho biết, đêm qua lực lượng chức năng tiếp tục khắc phục, thu dọn hiện trường, ổn định chỗ nghỉ tạm thời cho các hộ dân có nhà bị cháy tại nhà văn hóa số 3 Phạm Huy Thông. Dù đám cháy lớn nhưng rất may không thiệt hại về người, nhưng khiến khoảng 10 hộ gia đình bị thiệt hại. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định có thể do chập điện. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra để làm rõ.